Alo, alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án Love Spa ở trên sàn MEXC, dự án Genie. Dự án Genie này thì cũng có Love Spa ở trên sàn Bybit nữa, vì thế cho nên là chúng ta sẽ mong là cái dự án này sẽ tăng giá rất là nhiều để cho chúng ta có làm Love Spa mà chúng ta trúng vé thì chúng ta cũng sẽ được nhiều ấy, nhân xx lần các bạn nhé. Đấy thì Lao Spa sẽ mở bán token mới ở trên sàn MEP nhé, nơi mà người dùng có thể tiếp cận với các dự án hàng đầu bằng việc nắm giữ cái token MX. MX là một cái token của sàn MEXC các bạn nhé. Đấy, thì đang mở giao rộng khoảng gần 2 đô la một đồng. Đấy. Quy trình của nó sẽ là chụp ảnh vị trí, quay vé, thông báo vé trúng thưởng, khấu trừ và cộng là phân bổ. Nó y như kiểu chúng ta làm Lao Spa ở trên sàn Binance, nhưng mà sàn Binance thì nó không quay thưởng các bạn nhé. Sàn Binance là ai hô nhiều thì nó sẽ cho các bạn bạn ấy mua nhiều, chứ còn ở trên này thì là chúng ta hô và nó chúng ta sẽ nhận vé các bạn nhé. Tổng số lượng phát hành là khoảng 250.000 Genie, token là khoảng 0,8 đô la một đồng. Đấy. Mỗi vé thì trúng thì sẽ nhận được khoảng 50 Genie. Đấy, tổng số vé là khoảng 5.000 các bạn nhé. Số lượng phân bổ theo số lượng nắm giữ MX, hô càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều vé trúng thưởng. Đấy, min thì các bạn có thể ở đây 5 đây thì tương đương với khoảng, nếu mà trên 2.000 đến khoảng 5.000 thì các bạn sẽ nhận được một vé, tức là mỗi ngày các bạn có 1.000 token đi thì các bạn hô 5 ngày các bạn sẽ có 5.000 phải không, thì các bạn thấy là nó sẽ được một vé. Còn nếu mà các bạn có 2.000 đấy mà các bạn hô 5 ngày thì các bạn sẽ có khoảng 10.000. Đấy, nếu mà 10.000 thì các bạn sẽ nhận được 2 vé. Đấy, còn nếu các bạn hô 3.000 thì 3 5 ngày, 5 3 là 15.000 thì các bạn sẽ nhận được 3 vé nhé. Đấy, cứ như thế các bạn làm. Chụp nhanh sẽ diễn ra vào từ ngày 23 giờ ngày 11 tháng 11 đến ngày 16 tháng 1 các bạn nhé. Không có cố định trong ngày nhé, nó sẽ chụp hàng ngày. Vị trí trung bình sẽ bằng tổng các vị trí nhỏ nhất trong ngày x chia cho x ngày. Nói chung là chúng ta cứ hô không không có ra vào gì là nó cứ như thế thôi mà các bạn ạ. Một ngày các bạn hô 1.000, 2 ngày nó cộng 1.000, 1.000 nữa là 4. Đấy. Đây ví dụ ngày 1 là 2, ngày 2 hô 2.000 sẽ là 4 này, 4.000 đấy chưa? Đấy, ngày 3 mà các bạn hô 2.000 sẽ bằng 6, ngày 4 sẽ bằng 6 này, ngày 5 sẽ bằng 6.000. Đấy. 2 4 6 6 6 chia cho 5 sẽ bằng 3.600 MX. Bạn sẽ nhận được một vé lao spa. Tại sao lại ngày 3? Bạn hô thêm 2.000 thì các bạn sẽ bằng 6.000. Tức là ngày 3 là 6.000. Ngày 4 tại sao lại là 6.000, phải là 8 chứ phải không? Ngày 5 là 10 chứ phải không nhỉ? Số dư của bạn đó là 2.000 cộng 4.000 cộng 6.000 cộng 6.000 và cộng 6.000. Hay nhỉ? 36 18 20 24 chia cho 5 sẽ bằng 3.600 MX, sẽ được một vé. Tương tự nói chung là các bạn sẽ phải lưu 2.000. Tối thiểu là 2.000. Đây. Đấy, ở đây thì các bạn thấy ở trên app thì nó có chữ Lao Spa này nhá. Đấy, tích vào đây và ấn vào tôi đã biết nhé. Khấu trừ tài sản này. Nói chung là khi các bạn tham gia cái dự án này, yêu cầu các bạn sẽ phải có một cái tài khoản mà MEXC nhé. Đấy, bạn nào mà chưa có tài khoản thì mọi người đăng ký vào KYC Level 1 cho mình nhé. Này, mình sẽ log in vào trong cho các bạn nhé, để thử mua cho các bạn một ít, để cho các bạn hướng dẫn các bạn luôn. Này, log in vào trong này. 349 118. Đấy, các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản MEXC nhé. Tốt nhất là các bạn nên có một cái tài khoản MEXC. Đây là một cái sàn rất là sôi động, có rất là nhiều cái sự kiện. Đấy, và nói chung là một tháng có rất là nhiều cái sự kiện ở trên cái sàn này. Đấy, nói chung là các bạn cứ phải hô đến 1.000, 2.000 đô la để các bạn làm sự kiện. Đấy, trong một tháng nếu mà may mắn là các bạn cũng kiếm được 1-2.000 đô la đó mọi người ạ. Đấy, thì mọi người sẽ ấn vào phần account này. Các bạn ấn vào verify your identity này. Các bạn ấn vào verify nhé. Ở đây thì mình đã verify KYC rồi. Bạn nào mà chưa KYC thì mọi người KYC cho mình nhé.
Tiếp theo là mọi người vào phần Access. Đấy, ở đây thì mình có một ít MX này, có khoảng 893. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn mua MX thêm thì mọi người sẽ ấn vào mua này. Chứ các bạn có thể chuyển USDT vào để mua nhé, hoặc là ETH, BTC các thứ đều chuyển được hết. Chuyển ở sàn nào vào các bạn cũng chuyển được hết nhé. Đấy, ví dụ ở đây nó là 91 đi. Đấy, các bạn muốn mua thì các bạn kéo lên thôi. Đấy, mua thôi. 9181. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào buy. Đấy, ở đây ví dụ nó là 83 thì mình phải lên 85 nhé, chứ không là mình không mua được nhé. Nói chung là mình mua thì mình phải mua nó lớn hơn cái này. Đấy, ở đây nó lại 86 rồi này, bố mày nữa. À, trôi rồi. Đấy, nó cứ sập lên sập xuống như thế thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là MX này. Đấy, như thế là chúng ta có 944. Rồi chúng ta phải mua thêm nhé mọi người nhé. Thì cái dự án này từ đến ngày 17 thì hôm nay đã là 19, 11, hôm nay đã là 9 rồi. Đấy, thì bạn nào mà muốn mua thì các bạn vào mua nhé. Mình sợ là đến cái ngày đấy thì nó lại cao hơn đấy. Con mể ly này thì không không để nữa, chuyển sang hô MX hết đi. Bán nó phải rẻ hơn nhé các bạn nhé. Đây nó trôi rồi đấy. Đấy, nó trôi rồi đấy. Thì mình lại quay lại MX để mình mua như kiểu gọi là gom tiếp ấy. Đấy, các bạn gom cho mình nhé. Đây các bạn có thể là cho lên nó 30 đi. Đấy, coi như là mua trôi nhé. Coi như là khoảng được 1.000 đi. Đấy, thì coi như là mình sẽ phải mua thêm 1.000 nữa. 1.000 thì tương đương với khoảng 1.900 2.000 đô la nữa. Nói chung là các bạn sẽ phải hô khoảng 4.000 đô la từ cái dự án này. Đấy, dành cho những cái bạn có tiền đấy mọi người ạ. Những cái bạn mà chưa có vốn thì thôi các bạn chắc là ngồi nhìn cái dự án này thôi. Còn những bạn nào mà có rồi thì mọi người sẽ vào đây để hô nhé. Đấy, như thế là đã xong cái dự án này nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái dự án này nhé. Dự án này mình nghĩ là nó phải tăng đấy, 0,8 thì nó phải tăng lên 7-8 đô ấy mọi người. Đấy, mình nghĩ là như thế, tại vì cái dự án này nó còn là launch pad ở trên sàn Bybit nữa mà. Mà trên sàn Bybit cũng y kiểu như thế này, cũng hold cái đồng bit của sàn Bybit, mà đến ngày mai ngày kia thì nó cũng bắt đầu tính này. Thì mình sẽ lại làm video để hướng dẫn các bạn trên sàn Bybit sau nhé. Còn hôm nay thì chỉ có sàn MEXC thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Nhất là kênh Telegram, các bạn nhớ đăng ký kênh và group, và chúng ta sẽ update, mình sẽ update cho các bạn lên đây rất là nhiều cái dự án, cũng như là những cái dự án cũ cần phải update, mọi người phải theo, nếu mà không theo là nó sẽ trượt mất những cái dự án mà cần điền form hoặc là cần làm cái gì đấy, thì mình sẽ đăng lên trên này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.